Làm thế nào để phân biệt được ghế Nhật? Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ghế Nhật Trần Xuân tiếp tục chia sẻ tới quý cô bác anh chị em cái kiến thức để làm sao để phân biệt được cái ghế massage của Nhật. Thì mọi người biết rồi, hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều các cái loại ghế massage của Trung Quốc nhưng mà được nhái là của Nhật. Thì cái hàng của Trung Quốc ấy, mọi người biết đấy là cái chất lượng nó rất là kém. Tuy nhiên lại nhái sang Nhật và cái giá khi Nhật ta bán lên thì nó gần tương đương với giá ghế của Nhật. Thế là mọi người cần phải có kiến thức để phân biệt được cái hàng Nhật với những hàng của Trung Quốc. Ví dụ như mọi người thấy đây là hai cái con ghế massage nội địa của Nhật nhá. Ghế của Nhật ấy thì cái này nó hàng nội địa, nhưng mà cái hàng xuất khẩu thì nó cũng y chang nhá, không khác cái gì đâu mọi người nhá. Cái hàng xuất khẩu nó cũng y chang, nó chỉ khác thứ nhất là cái nguồn điện, thứ hai là cái ngôn ngữ, cái ngôn ngữ sử dụng, hoặc là cái thương hiệu khi mà xuất khẩu đi thì nó không để cái tên Fujizoki này nữa. Fujizoki này họ chỉ để ở trong đất nước Nhật Bản thôi, còn xuất khẩu ra nước ngoài thì nó sẽ là một cái tên thương hiệu khác, nhưng mà cái hình thức, cái kiểu dáng ấy thì nó cũng y chang, nó không khác cái gì nhau cả. Ví dụ như cái con này là con Fuji AF 2000 thì cái hàng xuất khẩu ở Việt Nam đang được bán, nó có mã là JP 2000. Đấy, nó giống y hệt, nhưng mà những cái hàng đấy thì về Việt Nam thì cái giá được bán nó cao hơn rất là nhiều so với cái hàng nội địa này. Đấy. Mặc dù chất lượng hàng xuất khẩu thì sẽ không thể nào bằng được cái hàng nội địa. Hàng nội địa cái tiêu chuẩn nó là cao nhất. Đấy, thì có rất là nhiều bác khi mà điện thì hỏi mẫu nọ mẫu kia thì có phải của Nhật hay không. Thì shop cũng trả lời luôn là những cái mẫu vài chục đấy là đúng là của Nhật thật. Nhưng mà nó không phải là Nhật Bản mà nó lại là Nhật Tảo với Nhật Tân các bác nhé. Nhật Tảo với Nhật Tân thôi. Còn về giấy tờ thì họ làm giả bình thường, giấy tờ rồi là website thì làm giả bình thường thôi, không có gì cả. Còn cái quan trọng nhất là cái con ghế này này, cái con ghế này làm giả thì không hề đơn giản, không thể làm giả được. Bởi vì là để mà sản xuất ra một con ghế này ấy, thì họ còn phải có một cái dây chuyền sản xuất rất là phức tạp. Các cái khuôn đúc rồi các cái bộ phận may vá thiết kế các thứ nó vô cùng phức tạp, chưa nói gì đến cái lập trình, nên là để mà làm giả nó giống y như thế này thì không bao giờ làm giả được mọi người nhé. Mà chỉ có một cái con ghế Trung Quốc sau đó là làm giả nội địa Nhật thôi, chứ còn để mà làm giống y như thế này thì sẽ không làm được. Cái hàng này cái công nghệ hàm lượng chất xám nó rất là cao, sẽ không thể nào mà nhái được đâu. Đấy, thì cái phân biệt đầu tiên ấy, thì các bác nên lưu ý là những cái hàng nội địa của Nhật ấy thì thường thường này họ thiết kế rất là tối giản, mọi người nhìn nó rất là đơn giản thôi, nó không cầu kỳ phức tạp nhá. Đây này, như hai cái mẫu này của Fujizoki này, họ thiết kế khá là tối giản. Và cái thứ hai nữa là những cái hàng của Nhật ấy thường thường ở dưới mông là họ thiết kế là túi khí. Đây này. Những cái này họ thiết kế túi khí ở dưới mông nhé. Chứ con lăn nó chỉ đấm đến phần xương cụt này thôi, đấm xương cụt thôi. Còn dưới mông này nó sẽ là túi khí để nó thực hiện kéo bẻ người, vặn mình. Thì ở phần mông ấy, nó sẽ là dùng khí, bởi vì là khi con ghế này ngả ra ấy thì cái túi khí ở dưới mông nó bơm lên để nó thực hiện các động tác vặn mình, kéo bẻ. Mà ở dưới mông thì nó là một cái phần mịn, phần gọi là ở dưới mông nó là một cái phần thịt mềm, phần cơ mềm, chứ không phải là phần gọi là xương. Nên là nếu mà đấm vòng xuống mông ấy thì thường thường ở ghế Trung Quốc họ hay thiết kế là đấm vòng xuống mông, nó sẽ tạo cho mình một cái cảm giác thư giãn thôi. Còn nếu mà trị liệu thì phải dòng của Nhật này thì mới trị liệu tốt được mọi người nhé. Dòng của Nhật này thì một cái mọi người rất dễ nhận thấy đó là
ở hàng của Nhật ấy thì các cái đồ của họ thì rất là khôn và chắc chắn. Ví dụ đây mọi người có thể thấy là hai cái điều khiển của cái con ghế này. Đấy, thì cái màn hình nó rất là sắc nét. Thứ nhất, cái thứ hai là cái bài tập họ rất là nhiều và họ sắp xếp rất là rõ ràng từng mục một. Ví dụ 30 phút toàn thân kéo giãn, vai gáy, bài nhớ, mông eo. Đấy, thì khi mà vào những bài đánh của ghế Nhật ấy, mọi người sẽ thấy là những cái bài đánh của họ cực kỳ nhiều. Ví dụ đây. Đấy, ví dụ ở cái mẫu này thì đời thấp hơn thì nó sẽ có 4 bài 30 phút, còn ở đây 2 4 5 bài. Đấy. Còn bài toàn thân thì 2 4 5. 2 4 5 thì cũng thế. Hai bên cũng đều 5. Những cái hàng của Trung Quốc thường cái bài tập rất là ít, nó chỉ có vài bài thôi, không có nhiều đâu. À, còn của Nhật thì sẽ là tràn ngập luôn. Bài kéo giãn này. À, đấy, bài kéo giãn này. Ba này. Bài vai gáy này. Bài gáy 4 nhá. Bài mông eo này. À, đây còn cái động tác thủ công này cực kỳ nhiều này mọi người này. Đấy, thủ công nhá. À, đây các động tác thủ công này cực kỳ nhiều luôn. Đấy. À, bên đây cũng thế này. Đấy, các cái động tác thủ công rất là nhiều. Đấy. Và cái tên thương hiệu này mọi người nhìn này. Đấy, nó phải rõ ràng như thế này nhé. À, tên nó phải chuẩn như thế này này. Còn một số thương hiệu thì nó sẽ na ná thì cũng như kiểu ngày xưa các bác các anh chị em mà đi mua xe máy ấy, ngày xưa ở Việt Nam ví dụ Honda thì Trung Quốc nó sẽ cho những cái con xe sang là nó là Honda chẳng hạn. Đấy. Đấy, thêm chữ G đằng sau thì để nó nhái để làm sao mà cái người mua hàng ấy là khó nhận biết và dễ nhầm lẫn. Còn về cái chất liệu của da này thì các bác nào tinh ý hoặc là sành thì nhìn mới biết được, còn bình thường rất là khó phát hiện. Bởi vì những cái da của Nhật này trông như thế này thôi nhưng mà dùng thì hàng chục năm sau nó vẫn cứ tốt, nó vẫn cứ bền, nó không bị nổ hay là bong chóc. Đấy, đây này Fujiyuki này, họ dập chìm cả gối này. Đấy, rất là căng đẹp. Đấy. Còn hàng của Trung Quốc thì chất lượng nó đương nhiên rồi, của Trung Quốc thì chất lượng nó kém hơn hẳn mọi người nhé. Mà cái giá nó cũng rất là rẻ. Một cái nhận biết nữa là mọi người có thể nhìn thấy là ví dụ đây, con này nó là AS2000 đây nhá. Đấy, AS2000 này. Đấy, AS2000. Đấy, nó sẽ ghi rõ luôn là Made in Japan này, sản xuất tại Nhật này. Đấy, và cái này này. Mọi người có thể nhìn thấy cái dãy số này này. Đấy, chính là cái số chứng nhận thiết bị chăm sóc sức khỏe nhé. Đấy, đây này của Bộ Y tế Nhật Bản nó cấp này. Cái thứ hai nữa là cái số này, số series này cộng với mã vạch này. Đấy, số series cũng mã vạch nhé. Còn bên đây cũng thế này. Đấy, bên đây cũng thế này mọi người nhìn này. Đấy, cũng đều có cái số chứng nhận thiết bị y tế nhé. Đuôi con này là 34A01. Còn bên đây nó là 123000. Đấy, mỗi con nó sẽ có một cái số series khác nhau nhá. Ví dụ số series con này 4112 thì con này số series nó sẽ là 648. Đó. Đấy, thứ nhất là nó sẽ có cái số chứng nhận thiết bị y tế. Thứ hai nó là cái số series. Mỗi con nó sẽ có một cái số series khác nhau.
và tiếp theo nữa là những cái hàng của Nhật này, thường những cái sách mà sản xuất cho theo ghế này nó có một cái mẫu, nó kiểu cái, nó có một cái form chung để nó khá là giống nhau, mọi người nhìn đấy, sách nó rất là giống nhau. À, nó form chung như đấy, đây cho người xem này. Đây sách còn là AS2000 này, SKS4000 này, Panasonic này. Đấy, Panasonic này. Đây là Panasonic, con này là FP7000. Đấy, nó sạch đây nữa này. Con này là AS1000 này. AS1000 nhé. Đấy, rồi là SKS6600. Đấy. Đây, mọi người thấy là những cái sách mà theo ghế thì nó có một cái form chung ấy, cái form chung, mà các cái sản phẩm bên Nhật ấy thường thường là nó đều có hết. Kể cả mọi người mua bên Nhật là các cái tủ lạnh, máy giặt cũng thế, nó cũng có cái sách kiểu như thế này. Cả những cái đời trước cũng thế này, đời trước đó, ví dụ như con 830 này, 830 nó cũng có một cái sách kiểu cái form chung của bên Nhật, Fujiyoki này, 830 này. Đó. Đấy thì nếu mà mọi người mà mua ấy, thì nên lưu ý là nếu mà hàng Nhật ấy, mà hàng xuất khẩu ấy, bán ở Việt Nam ấy, thì thường thường nó cũng giống như hàng nội địa nhá. Thì khi bên Nhật họ xuất khẩu đi ấy, thì cái con ghế nó vẫn y hệt thôi, nó chỉ khác về cái nguồn điện. Ví dụ ở Nhật sử dụng điện 100V thì mình phải dùng qua một cái biến áp này. À, còn về Việt, họ xuất khẩu sang Việt Nam chẳng hạn thì họ sẽ thiết kế là cái điện 220 thì mình không cần phải cắm qua biến áp nữa. Đấy. Còn lại mọi cái là nó sẽ giống y hệt thôi. Cái tên thương hiệu này họ sẽ đổi đi, tên thương hiệu này họ không xuất khẩu, thương hiệu này họ chỉ để trong đất nước họ thôi. À, còn ví dụ như dòng Panasonic thì họ xuất khẩu đi thì cái tên Panasonic vẫn nguyên, tên Panasonic thì vẫn nguyên. Đó. Thì những cái mẫu như thế này ấy, thì nó là hàng trưng bày tại Nhật. Mọi người có thể thấy là đây này, những cái ni lông dán màn hình còn chưa bóc đâu, rất là mới. Đó. Hàng trưng bày tại Nhật giá thì nó cũng tương đối cao, nó không có rẻ. À, những cái mẫu này toàn 6-70 triệu trở lên hết, mặc dù là nó là hàng trưng bày dùng lướt rồi. Mà nếu mà mọi người mua một cái ghế được quảng cáo là của Nhật mà 6-70 triệu mà đập hộp thì chắc chắn là không phải luôn. Nó chỉ có những cái mẫu form nhỏ thì may ra có giá đấy, còn những mẫu form lớn hàng VIP của Nhật như thế này thì không có giá đấy đâu nhé mọi người nhé. Đấy, nếu mà các bác trước khi mua ghế massage mà được các đơn vị bán quảng cáo là hàng của Nhật ấy, thì mọi người cẩn thận và lưu ý. Còn nếu mà tài chính mình thấp quá khoảng độ 20-30 triệu thì mình sẽ lấy những cái mẫu của Fuji này, nhưng mà nó là đời thấp hơn. Mọi người thấy là những Fuji đời nó thấp hơn, đời nó khoảng độ 2014-15, còn đây là những mẫu này là đời mới, đời 2021-22 rồi, 21-22 rồi, nên là giá nó vẫn còn rất là cao. Mẫu này như mẫu này thì nó là massage 5D trí tuệ nhân tạo AI nhé. Động cơ từ không thổi than nhé, hoạt động cực kỳ là êm, khi mà bấm vào người ấy thì nó êm sâu, nó không gây đau một tí nào cả, làm cực kỳ thích. Và cái
cái bài đánh và các cái động tác đánh của ghế thì cực kỳ nhiều luôn. Nếu mà các bác mà già yếu mà ví dụ bị các cái bệnh về đau lưng xương khớp mà cần trị liệu thì mua những cái dòng của Nhật như thế này thì nó trị liệu cực kỳ là hiệu quả. Còn những cái mẫu thông thường thì mọi người biết rồi, thì giá nó rẻ thì nó đồng nghĩa với việc là chất lượng nó kém rồi. Đấy, thì mọi người cân nhắc trước khi mua nhé. Đấy, trên đây là một số cái lưu ý để các bác khi mà đi mua ghế thì chọn được cái sản phẩm nó ưng ý. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh. Các bác có thể bấm đăng ký kênh để xem những cái clip tiếp theo shop chuẩn bị ra nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào.